cây trồng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Chúng thường dẫn đến việc héo rũ, thối rễ và giảm năng suất. Hãy dùng ngay thuốc trừ bệnh Casumin 2XL với thành phần chính là Casugamycin, một kháng chất chiết xuất từ nấm, hoạt động bằng cách ức chế sự hình thành của axit amin và tổng hợp protein trong cơ thể vi khuẩn và nấm, giúp ngăn chặn được sự phát triển của nấm bệnh. Thuốc có khả năng lưu dẫn nhanh, chỉ sau 20 phút đã bắt đầu dịch chuyển đến các bộ phận của cây, chuyên biệt trong việc phòng trừ các bệnh do nấm và vi khuẩn gây ra trên nhiều loại cây trồng khác nhau, bao gồm các bệnh như là đốm lá, thối vi khuẩn, loét vi khuẩn hay thậm chí là đốm sọc và đào ôn trên cây của chúng ta. Đốm lá ta pha 1 đến 1,5 lít trong hecta hoặc là 40 đến 45ml cho bình 16 lít nước. Bà còn muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.